chúng ta nhận được rất nhiều ơn lành mỗi ngày, nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta cũng không biết ơn. Nhưng mà chỉ có một cái bộ kiểu ý mà mình chúng ta lại buồn và chúng ta lại sợ án trắng. Chúng ta phán xét, sợ hãi và đức giận. Chúng ta tổn thương, nhờ bắt muốn cái này hả, nó mất đi hả, chỉ cần là mà hạnh phúc với những gì mình đang có. Một từ đó cũng sẽ cái bài chúng ta hát sẽ được phổ ra mỗi ngày biết ơn, tìm biết ơn ông xã cô còn không? Lôi ông ra biết ơn không? Ông 80 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, ông gắn bó với mình mấy chục năm này, ông bỏ cha mẹ rồi, ông bỏ cha mẹ bỏng rồi gắn bó với mình mấy chục năm này, 50 năm trời ơi. Dám từ bỏ cha mẹ mà đi về gắn bó với mình, còn là chúng mình mấy chục năm. Dám đi mình biết ơn. Cho nên chúng ta phải tạo biết ơn biết. Và có mấy người con? Ba người con. Các người con của mình là đều là những món quà. Mong mình xin con trên cho mình những món quà. Những người con xuất hiện, những người cháu xuất hiện làm cho cuộc đời có nhiều ý nghĩa hơn, có nhiều niềm vui hơn. Có biết ơn mà không? Nếu mà biết ơn con thì con được tìm được cuộc đời của mình. Nếu mà biết ơn con thì có con, có các con, có các cháu làm cho cuộc đời của mẹ có nhiều ý nghĩa hơn, cuộc đời của bạn có nhiều ý nghĩa hơn, có nhiều niềm vui hơn. Nha, đừng có gì những cái mà chúng ta không hài lòng chúng ta. Chính những cái đó nó làm chúng ta bị mất những gì chúng ta mất đi nhanh hơn, những gì chúng ta có còn lại. Và khi chúng ta có lòng biết ơn, có lòng chúng ta sẽ được cho thêm, từ đó mới được cho thêm. Ai có sẽ được cho thêm, đó là có lòng biết ơn. Nghe năng lượng biết ơn nó còn có, nó còn càng cao hơn mong muốn tình thương. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp phần này.